đón phần biểu diễn của câu lạc bộ thôn Xuân Chiêm với tiết mục múa Về Hội Làng Đi Em, xin mời. Và sau phần biểu diễn của Xuân Chiêm, xin mời đơn vị Trung Nguyên chuẩn bị. Xin cảm ơn câu lạc bộ thôn Xuân.
biểu diễn Đất nước mừng xuân của câu lạc bộ thôn Đồng Lộ 2. Và tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu phần biểu diễn của câu lạc bộ thôn Xuân Chiếm. Và ở lần biểu diễn thứ hai này, Xuân Chiếm xin được gửi tới tất cả toàn thể quý vị tiết mục Múa Văn Vào Đình. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Và sau phần biểu diễn của câu lạc bộ thôn Xuân Chiếm thì xin mời câu lạc bộ thôn Lạc. Bye.
là nhiều. Ruộng lúa từ tre ngắn cỏ trông chay, đưa tôi vào khúc hát dân ca. Đây mới đình bến nước cây đa, lòng sao xuyên thêm hồi làng nô lưới.
cánh tân tình, em đi tầm cánh trên đồng lúa, mình mang mình mang câu hò lúa đẹp sao dài mãi quê mình. Ngày mưa đông những ngày nắng hạ, tan đâu vẫn nhỏ mãi em vẫn cười tươi quay đến biển là trái đất nào thôi. Con trai quê tôi ngược chân trắng sóng đã bao đời tiến đồng đã bao đời bao dân. Trên môi sóng sáng tân tình, em đi từng cây trên đồng lúa, mênh mang mênh mang câu hò ơi đẹp sao dài mãi quê mình. Những ngày mưa đông những ngày nắng hạ, sao nào vẫn nhỏ mà em vẫn cười tươi quay đến đất biển đó trái đất nào. Xin cảm ơn tiết mục Nét đẹp một miền quê.